Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Vào giờ phút này, các ứng cử viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đang nỗ lực hết sức để giành thêm thiện cảm của các cử tri, đặc biệt là ở các bang chiến địa. Hôm qua, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump đã có một sự kiện vận động gây ấn tượng ngay tại nơi ông đã bị ám sát hụt ở bang chiến địa Pennsylvania. Tối nay tôi trở lại Butler sau thảm kịch để truyền tải một thông điệp đơn giản đến người dân Pennsylvania và người dân Mỹ. Chiến dịch của chúng ta là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, để nước Mỹ vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, tự hào hơn, đoàn kết hơn, quyết tâm hơn và tiến gần hơn đến chiến thắng hơn bao giờ hết. Một điểm nhấn trong cuộc vận động này là sự xuất hiện của tỷ phú Elon Musk. Đây là lần đầu tiên ông chủ mạng xã hội X tham gia một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump kể từ khi tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống hồi tháng 7. Trong khi đó cùng ngày, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ bà Kamala Harris đã đến Charlotte, Bắc Carolina để đánh giá thiệt hại do cơn bão Helen gây ra tại bang Đông Nam nước Mỹ này. Tôi đến đây để tìm hiểu những gì đang diễn ra và những gì chính phủ liên bang có thể viện trợ, và để cảm ơn những người dân Mỹ vì những gì họ đang làm mỗi ngày. Tất cả các bạn đang làm công việc phi thường, và chúng tôi mãi mãi biết ơn tất cả các bạn. Theo các cuộc khảo sát cử tri gần đây, cuộc đua vào Nhà Trắng đang rất xít sao, với việc bà Harris chỉ dẫn trước rất ít hoặc ngang bằng với cựu Tổng thống Trump ở 7 bang chiến trường.